Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer nha. Rồi, thì nếu anh em thích những thể loại game PCL, Mobile, PC, Offline, Online các kiểu thì anh em nhớ đăng ký kênh của mình để biết thêm nha. Rồi, thì anh em cũng quan tâm với con game trên màn hình thì cũng có thể xem bên góc phải có nút chấm than để biết thêm game gì. Rồi, trở lại với video thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một con game PCL dạng thủ thành rất là hay nữa. Và nó dựa theo một cái tựa game gần đây cũng rất là nổi tiếng, tựa game có tên là Doom Keeper mà mình đã review thời gian trước và cũng từng chơi thử. Thì tựa game nó cũng khá thành công ở trên Steam, tại vì nó có chế độ gọi là speedrun đó anh em, những tựa game có speedrun dễ phát triển. Đây là hình ảnh của game đó. Thì đối với Doom Keeper thì nó sẽ có một máy vòm mà khi chúng ta sẽ thủ thành mà nằm ở đó, khi nào chúng ta chế được máy móc thiết bị thì nó mới bắt đầu bay ra khỏi chỗ khác. Đó là cái gọi là ending của game. Còn đối với con game World War này thì chúng ta sẽ vào một cái con máy móc luôn, đại loại như một cái đồ chúng ta có thể di chuyển được luôn ha, một cái máy vòm, như máy vòm để di chuyển được, và khi nó dừng lại thì chúng ta sẽ thanh tài nguyên, sau đó thì nâng cấp và cũng như là tìm kiếm những NPC. Thì nó cải tiến rất là nhiều từ con game Doom Keeper và cũng lấy nhiều cái ý tưởng ở bên đó ha. Nhưng mà không sao, chuyện này bình thường, giống như anh em thấy đấy, game Harvest Moon ra trước nhưng mà Stardew Valley dựa theo, nhưng mà Stardew Valley nổi tiếng còn khủng khiếp hơn nữa anh em ha, đại loại như vậy. Điều đó cũng không quan trọng lắm, thì anh em phải xem nó giống như là hai lựa chọn để anh em có thể chơi. Thì với con game này có những điểm cải tiến, ví dụ như là cái máy vòm chúng ta nó đa dụng hơn, di chuyển nhiều hơn, nhiều loại vũ khí hơn, và cũng như là đa dạng hơn vì có những cái NPC này nọ. Hình như là bên Doom Keeper chơi về sau cũng có, nhưng mà hình như nó chỉ có con mèo với một số NPC khác thôi anh em. Và con game này thì nó cải tiến nhiều hơn nữa, công nghệ cao hơn nữa, nhưng mà về lối chơi thì mình nghĩ giống nhau y hệt. Nhưng mà game này thì mình nghĩ là cũng là một tựa game anh em đáng chơi thử, và nó sắp ra mắt, đặc biệt là sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 4 anh em ha. Ok. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.